ra dẫu có kết quả là sao thì Huy vẫn tôn trọng quyết định của Hương. Cảm ơn Huy vì tất cả nha. Chắc là Hương không có ngồi được trên chiếc ghế đó. Mình vẫn chưa gặp được người đó. Điều tiếc nuối nhất là và Huy chỉ cần một người thích thôi là được rồi. Huy cũng có thêm một điều bất ngờ nữa dành cho Hương. Hương có thể đứng dậy và nhắm mắt lại được không? Đây này. Nhắm mắt lại nhé. Được rồi, Hương mở mắt ra đi. Hương thấy xung quanh như thế này. Xin chào các bạn, mình là Hương. Đây thực sự chính là thế giới của Huy hiện tại. Tất cả mọi nơi đều có hình bóng của Hương. Ai cũng là Hương. Và chắc chắn là hiện tại và sau này nó sẽ đều như vậy. Đây, kẻ đằng sau đây. Thực sự trong mắt Huy thì lúc đầu Huy nhìn lướt qua Hương, Huy thấy Hương là một người dễ thương và hay có những biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt mình. Và càng xem qua những bộ phim của Hương thì Huy thấy Hương là một con gái rất có cá tính, có chiều sâu và rất là có lập trường. Cho nên Huy hy vọng là có một chút gì đó thì Hương vẫn sẽ ra về chung với Huy. Huy biết Hương là do tấm ảnh thẻ làm gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội. Huy không nghĩ là tại sao nó có thể đẹp đến như vậy. 2, 3. Ôi nhưng mà Huy vừa cảm thấy nó thiếu thiếu gì á. Sao? Huy vừa cảm thấy nó thiếu thiếu gì á. Hương thấy đẹp chưa? Đẹp, Huy thấy Hương chụp rất là đẹp. Không, nhưng mà nó vẫn chưa có Hương. Đây thực sự chính là thế giới của Huy hiện tại. Tất cả mọi nơi đều có hình bóng của Hương. Huy nghĩ ngày hôm nay được trải nghiệm cùng Hương là một điều rất là tốt, rất là vui đối với Huy. Thì Huy nghĩ cũng đã đến lúc đưa ra quyết định rồi. Nếu mà Hương đồng ý về chung với Huy hoặc là Hương có một chút cảm tình gì đó thì Hương với Huy sẽ cùng nhau đặt hai cái đó vào một cái hòm thư xem như một lời hứa để sau này chúng ta cùng nhau thực hiện. Còn nếu như mà tình cảm nãy giờ Huy trao cho Hương và Hương cảm thấy chưa đầy đủ thì quả bóng này là đã đem Hương đến bên Huy thì Hương sẽ đâm vỡ nó và cái ngôi nhà bóng bóng này Huy sẽ một mình đi tiếp và vẫn luôn chờ Hương ở đây. Thật sự thì Hương rất là cảm ơn Huy ngày hôm nay đã chuẩn bị cho Hương một cái không gian như vậy. Tại vì Hương không nghĩ là sẽ có người đến tỏ tình với Hương đâu. Tại vì tính Hương cũng kiểu sao ta gọi là ít giao tiếp với mọi người á, gọi là ít nói chuyện với mọi người. Một phần là cũng vì công việc bận, một phần cũng vì cái tính của Hương kiểu sao. Nhưng mà thật sự ra Hương rất là thân thiện và rất thích làm bạn. Nói chung là khi mà mình có bạn hoặc là ai là một cái người mà đã đến với cuộc đời của mình á thì mình sẽ rất là trân trọng người đó. Người ta nói là bạn thì không cần nhiều nhưng mà khi một khi đã có thì phải chất lượng. Dạ. Và trước khi mà trả lời cái câu hỏi của Huy thì Hương có một điều mà Hương dám chắc chắn với Huy là mình sẽ còn
nói chuyện với nhau, mình còn sẽ còn chắc chắn là mình sẽ kết bạn với nhau rồi, trên đó. Facebook đó chúc cho Hương xin Facebook nha. Đó là điều chắc chắn. Tại vì Huy là một người rất là dễ thương và tử tế, Huy rất thích làm bạn với Huy. Không sao, nếu mà dẫu quyết định của Hương như thế nào thì Huy vẫn sẽ luôn tôn trọng nó. Nhưng mà thật sự thì bản thân Hương thì Hương thấy Huy là một người rất là tốt, nhưng mà có những cái điều ở tụi mình á thật sự là không có match với nhau. Ví dụ như Hương thì Hương thật sự Hương không thích chơi game cho lắm. Tại vì Hương thích dành thời gian của mình để kiểu giống như là làm những việc khác hơn, kiểu giống như là làm việc hơn là chơi game. Hương cảm thấy là cái điều đó mình không có hợp với nhau cho lắm. Và một phần là tụi mình bị giống nhau á, tụi mình là những người hướng nội. Đúng rồi, hướng nội. Nên là khi mà cái người mà tụi mình cần á, thật sự sẽ đem đến cho tụi mình một cái năng lượng kiểu giống như là sao ta, tích cực hơn. Tại vì thật bé hơn. tại vì tụi mình kiểu sống trong cái thế giới của tụi mình lâu quá rồi, nên là có một lúc nào đó Hương hy vọng là khi mà Huy bước ra, Huy sẽ tìm được một người có thể mở ra cái thế giới của Huy. Và Hương cũng đang tìm kiếm một người như vậy. Và Hương là một người rất là sợ từ chối người khác luôn á. Tại vì tính Hương kiểu luôn muốn là cái gì đó, làm cái gì đó tốt nhất cho người khác, và rất là sợ người khác buồn. Nhưng mà Hương nghĩ là bây giờ mà mình nói những cái điều mà người ta muốn nghe á, thì nó sẽ không có, thì nó sẽ là làm cho người ta vui lúc đó, nhưng mà về sau á, mình sẽ không có trách nhiệm với cái lời mình nói ra. Nên là không sao, hy vọng á là Huy sẽ tìm được một cô gái có một cái năng lượng tích cực, tươi vui, và sẽ giúp cho thế giới của Huy lúc nào cũng tràn ngập những cái bong bóng và những cái màu sắc như vậy. Và tụi mình sẽ trở thành bạn tốt của nhau nha. Chắc chắn. Nhưng mà Huy chắc chắn một điều là sau này thì Huy vẫn rất muốn để trở thành một người bạn với Hương. Tại vì Huy thấy có rất là nhiều điểm chung đối với Hương, nên Huy sẽ cố gắng tìm hiểu Hương nhiều hơn. Chắc chắn là hiện tại Huy là người chưa hiểu được Hương là nhiều nhất, nhưng mà Huy chắc chắn là tình cảm hiện tại ở đây Huy dành cho Hương là nhiều nhất. Nên là dẫu có kết quả ra sao thì Huy vẫn tôn trọng quyết định của Hương. Hương cảm ơn Huy vì tất cả nha. Thì Huy có thể ôm Hương một cái để coi như là lời bắt đầu của một tình bạn. Cảm ơn Hương. Cảm ơn Huy nhiều. Hương xin cái bong bóng này nha, Hương không nỡ đập vỡ nữa đâu. Không đập vỡ, không sao, Huy vẫn tôn trọng quyết định của Hương. Ok, Hương cảm ơn Huy. Hương xin phép nha. Bye bye. Đúng rồi, mình đang ở trong một ngôi nhà ở trên mây. Có mây, bong bóng và ở đây có Hương. Thật sự thì trình độ nấu ăn của Huy cũng chỉ ở mức trung bình khá thôi. Nhưng mà nếu như mà sau này Hương thích thì Huy sẽ cố gắng học thêm nhiều món ăn nữa để nấu tặng cho Hương. Chị ạ. Ok.
Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng ai. Áp lực, căng thẳng không quan trọng, quan trọng là chia sẻ điều đó cùng ai. Tuổi già đến không quan trọng, quan trọng là sẽ già cùng ai. Tăng cân không quan trọng, quan trọng là bản thân luôn đẹp trong mắt ai. Và điều thứ ba là Huy muốn cùng đến lễ đường cùng Hương. Nơi đó Hương là cô dâu và Huy là chú rể. Ồ. Dạ. Nó sẽ tốn một khoảng phút chốc thôi để nói ra câu mình yêu thương đối phương, nhưng mà sẽ tốn cả đời để chứng minh điều đó. Huy là một người rất là nhẹ nhàng, một kiểu con trai phải nói là sẽ có rất là nhiều bạn gái thích. Hy vọng là vậy, nhưng mà Huy chỉ cần một người thích thôi là được rồi. Chắc chắn là hiện tại Huy là người chưa hiểu được Hương nhiều nhất. Nhưng mà Huy chắc chắn là tình cảm hiện tại ở đây Huy dành cho Hương là nhiều nhất. Là có một lúc nào đó, con hy vọng là khi mà Huy bước ra, Huy sẽ tìm được một người có thể mở ra cái thế giới của Huy. Và ngày hôm nay em đến đây để tỏ tình với cô gái mà mình đã yêu thầm suốt vài năm qua. Think about you every time I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be. Đến thời điểm khi mà mình xem được bộ phim Em của anh Đường của ai đấy của Hương thì thật sự là rất là thích. Mình rất là thích Hương. Và mình tìm hiểu mọi thứ về Hương và mình biết được là Hương đã có tình cảm với một bạn cũng diễn cùng Hương ở trong phim đó. Cho nên là mình buồn lắm. Không biết nói sao cả, nhưng mà đành phải người ta gọi là tự gặm nhấm nỗi đau á. Thì ra là người đó là Hương hả? Kể từ thời điểm đó đến bây giờ chắc nó cũng phải tầm khoảng 5-6 năm rồi. Cảm giác mà khi mà biết có một người mà thích mình như vậy á, cảm thấy mình tự nhiên thấy mình có lỗi quá. Kiểu... Không, người không biết thì không có lỗi. Và lúc đấy chỉ là kiểu tình cảm của mình chỉ là tình cảm đơn phương thôi. Thật sự là mặc dù thích Hương nhưng mà mình cũng không nghĩ là mình có thể gặp được Hương. Bởi vì lúc đấy mình biết là Hương cũng là một người khá nổi tiếng, mà mình thì lại là một người không có nổi lắm ở trên mạng. Cho nên là mình chỉ biết yêu đơn phương thế thôi, chứ mình cũng không hy vọng là sẽ được Hương biết đến tình cảm của mình và đáp lại. Nhưng mà hôm nay chương trình này đúng là đã giúp mình. Không biết nói sao luôn á. Thật sự là Hương không bao giờ nghĩ là Hương là người nổi tiếng hay là gì luôn, hay là nhiều người biết đến hay gì luôn á. Tại vì trong tình yêu á, Hương luôn luôn mong á là sẽ có một người hiểu mình và một người hợp với mình. Hương thì đã từng trải qua một mối tình với một người ở trong nghề, xong rồi Hương nhận ra là thật sự ra là nếu mà hai người mà làm chung một công việc và cùng nổi tiếng ấy thì sẽ rất là nhiều cái áp lực. Và từ từ á, khi mà cái mối quan hệ nó càng đi vào sâu á, thì những cái chuyện mà cãi nhau hay là những cái chuyện mà mâu thuẫn á, nó sẽ làm cho cả hai từ từ xa nhau. Và cũng là lúc mà tình yêu của tụi mình kết thúc,
không quan trọng chuyện đó, việc chỉ cần là nếu mà gặp được một người hợp với mình á, thì dù cho mình có là một người bình thường hay là dù cho mình có mà là một người nổi tiếng đi chăng nữa á, thì mình vẫn có thể nắm tay nhau, mình vẫn có thể nói chuyện với nhau, bởi vì chỉ còn là trái tim mình dành cho nhau thì mọi thứ đâu phải vấn đề, đúng không? Mình biết là con gái thì có thể là rất nặng tình. Mình không biết Hương có như thế hay không, nhưng mà theo mình thấy là như vậy. Mà để thời gian để mà quên được đi người yêu cũ của thì cũng phải mất rất là nhiều thời gian. Nhưng nếu mà chỉ cần là Hương đồng ý thì bao nhiêu lâu Việt cũng sẵn sàng chờ. Với Hương á, khi mà yêu á, nếu như mà mình đã yêu hết lòng rồi á, thì khi mà mình chia tay và mình kết thúc á, thì mình sẽ không có gì phải hối tiếc hết. Cho nên là ngày hôm nay thì Hương mới ngồi trên chiếc ghế này, chiếc ghế của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Chứ nếu mà Hương đã không quên được người yêu cũ thì Hương sẽ không ngồi ở đây đâu, chắc chắn luôn. Tại vì chia tay cũng lâu rồi, cũng 2 năm rồi, cho nên là Hương có thể nói là Hương cũng không có còn tình cảm nhiều, chỉ là mình còn những kỷ niệm với nhau, thì mình còn những cái gì đó để mình nhớ một cái chuyện tình đẹp thôi. Thật sự thì mình cũng cảm thấy rất là may mắn, bởi vì con số 2 năm chắc là nó cũng đủ để một người quên đi một người nào đó mà mình từng yêu. Và Việt có món quà dành tặng cho Hương. Hương cảm ơn Việt. Hương cảm ơn Việt nhiều nha. Hương có thể mở ra đi. Ok, Hương mở nha. Cái này là hình như là sô-cô-la đúng không? Đúng rồi. Hương rất là thích sô-cô-la luôn á. Kiểu bị nghiện. Hương có biết vì sao Việt tặng sô-cô-la cho Hương không? Hương không biết. Thứ nhất là bởi vì Việt biết là Hương là một cô gái thích đồ ngọt, đặc biệt là sô-cô-la, cho nên mình đã chọn món quà này. Thứ hai là mình cảm thấy sô-cô-la nó cũng giống như kiểu cuộc sống này vậy. Không chỉ tình yêu mà còn là cuộc sống nữa. Nó có dư vị đắng, dư vị ngọt ngào. Mà Hương thì lại là một cô gái vừa xinh đẹp nhưng mà cũng yếu đuối. Cho nên là Việt muốn được bảo vệ Hương, được chăm sóc cho Hương từ bây giờ cho đến mãi về sau. Những khó khăn trong cuộc sống ấy thì hãy để mình gánh vác. Còn những dư vị ngọt ngào thì mình muốn dành tặng cho Hương. Cảm ơn Việt. Còn cái này chắc Hương cũng biết đây là cái gì rồi đúng không? Cái này là chìa khóa xe đúng không? Đúng vậy. Mình muốn trên chiếc xe của mình, cái chiếc ghế phụ, có một người đồng hành cùng mình trên chuyến hành trình từ bây giờ đến mãi sau này. Cho Hương hỏi cái này nha, có thể là nó hơi tụt không khí chút xíu, nhưng mà là xe của Việt luôn á hả? Đây là xe của mình. Wow. 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 Có nghĩa là nhà mình cũng làm về ô tô ấy, cho nên là mình lấy xe của gia đình đi luôn. Ok, tại vì mình chết rồi, mình gần 30 tuổi mà mình chưa có gì trong tay hết. Thì cái sô-cô-la này Hương xin được phép nhận. Tại vì Hương nghĩ là Hương xứng đáng với cái sô-cô-la này, nhưng mà cái chìa khóa này chắc Hương xin được phép gửi lại Việt. Và Hương cũng cũng xin phép là Hương sẽ chắc là Hương không có ngồi được trên chiếc ghế đó. Không sao cả, bởi vì mình cũng đã nói rồi, ngày hôm nay mình đến đây là đã làm hết sức rồi, cho nên là nếu như mà có không thành công thì mình cũng không có hối hận. Mình thật sự là mong rằng Hương sẽ tìm được một người
đồng hành với mình, tìm được một người có thể hiểu được Hương, chăm sóc quan tâm Hương, không chỉ là trong những khoảng thời gian ngọt ngào mà cả những lúc mà hai người gặp khó khăn nữa. Vì có thể cho Hương chia sẻ chút xíu là tại sao Hương lại nói như vậy được không? Thực sự ra là việc là một mẫu con trai mà rất là nhiều người thích, cái này là Hương phải thật sự là lời nói thật lòng của Hương. Tại vì cả Dung cũng rất là thích Việt nữa, cho nên Việt đừng có nghĩ là khi mà Việt tỏ tình thì các bạn gái lại kêu là Việt không phải gu của các bạn đó. Thật sự là Việt là gu của rất là nhiều bạn nữ, và trong đó có cả Hương nữa. Nhưng mà lý do mà tại sao Hương lại nói là Hương xin phép được không ngồi vô cái ghế đó, là tại vì Hương cảm thấy á áp lực. Có thể là đúng là tuổi tác sẽ không là vấn đề khi mà tụi mình yêu nhau, nhưng mà áp lực ở đây không phải là áp lực từ phía Hương, mà Hương thực sự là sợ áp lực từ phía Việt nữa. Nhưng mà Hương nghĩ là với cái tuổi của Hương á, tụi mình cũng hơi cách xa nhau, và Hương nghĩ là Việt là một người con trai của gia đình, nên Hương đoán là vậy. Tại vì nghe cách Việt kể là Việt kinh doanh công việc của gia đình, cũng như là Việt là con trai Hà Nội nữa, cho nên Hương biết là con trai Hà Nội thì rất là hướng về gia đình và rất là truyền thống. Mình nghĩ là Hương cũng không nên suy nghĩ quá nhiều như thế, chỉ cần có một người có thể quan tâm chăm sóc cho Hương, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách cùng Hương, thì Hương hãy đồng ý với người đó, tự cho bản thân mình một cơ hội, bởi vì biết đâu đó lại là một lựa chọn chính xác thì sao? Hương không muốn bị khó xử, Hương chỉ muốn là kiểu nếu như mà phải có một người ở đây phải đùa về biết sau thì chắc là để Hương đi, tại vì Hương cũng đã từng trải qua chuyện này rồi, cho nên Hương hiểu được là cái cảm giác mà lúc mà mình phải đối diện với lý trí và sự thật á, nó rất là đau. Trái tim của Hương á, cái phần lý trí nó quá nhiều, cho nên là bây giờ Hương không, thật sự là Hương xin lỗi vì rất là nhiều mà Hương không có rung động nữa. Không sao, Việt hiểu mà. Chúc Việt sẽ tìm được một người xứng đáng với Việt. Chúc Việt lúc nào cũng vui vẻ và thành công. Và nếu như mà Việt có cơ hội vào trong Sài Gòn và kinh doanh gì đó thì có thể tìm tới Hương, biết đâu là Hương sẽ mình sẽ hỗ trợ nhau chẳng hạn. Ok, tôi cảm ơn. Ok, Hương cảm ơn Việt rất là nhiều. À, để tớ đưa cậu xuống về chỗ ngồi nhé. Hãy tự động nghe trang sách quen. Tớ sẽ dõi theo hành trình của tớ. Tớ cũng vậy, tớ sẽ nghe nhạc của cậu. Cảm ơn cậu. Bài vừa rồi là dành cho cậu ấy. Ý nhưng mà cậu hát hay ấy, cậu hát rất là hay luôn á. Là những cái bài đó là cậu tự sáng tác luôn á hả? Đúng rồi. Wow. Và trong đó đấy là... có một bài dành cho cậu là bài Tương Tư ấy. Tớ biết với tính cách của tớ ấy, khi mà tiếp xúc với những bạn mới gặp ấy thì mọi người sẽ nghĩ là ôi, ông này hơi thẳng thắn nhở. Ừ. Và sẽ bị khó chịu bởi cái tính cách của tớ ấy. Nhưng mà ấy, khi mà đứng trước đây và tỏ tình với cậu ấy thì tớ không muốn giấu cái gì cả. Và tớ muốn tớ là tớ ấy. Tớ muốn show hết ra những cái thật của tớ ấy. Và tớ biết là nếu như mà lộ nhiều quá ấy, nếu như mà cậu cảm thấy không hợp với cậu ấy thì cậu sẽ hơi bị rụt rè và e dè. Nhưng mà cho đến cuối thì tớ vẫn muốn khi mà ngồi với cậu ấy thì tớ là tớ. Tôi không giấu gì cả. Đúng rồi, mình phải luôn là chính mình đúng không?
Tại vì nếu mà cậu có cố gắng đóng một cái vai mà người khác thích đó, thì cuối cùng người ta chỉ thích cái vai diễn đó thôi, chứ người ta đâu có thích cậu đâu. Cho nên là cứ là chính mình thôi. Với lại thấy cậu nói chuyện cũng rất là ok. Nói chung là kiểu như là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, con trai nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm là được. Cậu có nghĩ là sẽ có một ngày mà cậu cảm thấy rung động với người mà cậu lần đầu tiên gặp chưa? Ở trên này tớ không biết đó cậu tin không nha. Tất cả những mối tình của tớ đều là yêu từ cái nhìn đầu tiên á. Thật, cam kết luôn. Thích là nhìn một cái thích liền luôn á. Là nhìn một cái là biết đúng là người này rồi á. Xong rồi tới là cái kiểu là thích rồi xong mới bắt đầu cố gắng kiểu giống như là tìm hiểu người ta, xong rồi cố gắng tạo cơ hội cho cả hai để mà ở bên cạnh nhau. Thật ra tớ chưa có bao giờ mà có một mối quan hệ nào mà kiểu như hồi đầu nhìn không thích á, xong rồi tự nhiên từ từ rồi thích á. Tớ không có như vậy. Tớ còn hơi kiểu như là tin vào cái tình yêu sét đánh. Cậu có tin không? Đó là cái thật á. Thì có nhiều người họ yêu nhau, họ gặp nhau một cái là họ biết đây chính là cái người mà mình yêu, chính là người đó. Tớ còn có một món quà dành cho cậu nữa. Ok. Câu quà nào? Sao nhiều quà quá vậy? Chờ tớ tí nhá. Ok, cảm ơn cậu. Nhưng mà thật ra thì không phải quan trọng cái tuổi đâu, mà quan trọng là cái tính cách với lại cái cách cư xử, trưởng thành, biết suy nghĩ. Khi mà ngồi với cậu ấy, thì tớ là tớ, cậu không giấu gì. Tớ thích những cái người mà biết quan tâm người khác. Bối rối quá. Thì hôm nay là ngày, một ngày đặc biệt mà tớ đến đây để tỏ tình cậu. Đối với tớ đây là một trong những ngày đặc biệt nhất với tớ ấy. Thì tớ cũng muốn nhân cái ngày đặc biệt này. Thì cậu nhìn xuống dưới. Cậu có thấy không? Hơi xa nhưng mà tớ thấy hình như là hình hai người đúng không? Hay là sao? Tại vì mắt tớ cận á. Đấy là ảnh ghép giữa cậu với tớ ấy. À. Lẽ ra những tấm ảnh này chỉ có mình cậu thôi, nhưng mà tớ đã ghép vào đấy. Và tớ muốn nói với cậu là cho dù kết quả này có như nào ấy nữa ấy, thì tớ cũng mong là những ngày về sau trong cuộc đời của cậu sẽ có sự hiện diện của tớ trong đấy. Sẽ có sự hiện diện của tớ trong đấy. Hệt như thằng ngô nhớ em chẳng biết làm sao. Ngay tại lúc này đây anh cứ thân thân như em là chẳng thể nào. Chắc chắn, cái đó là chắc chắn 100%. Tại vì mình là những người mà có ít cái mối quan hệ mà. Cho nên khi mà mình đã gặp được một người nào đó bước vào cuộc đời mình thì sẽ là một người ở lại. Cho nên là đó là có thể là một người yêu, một người bạn, một người thân, một người tri kỷ đúng không? Nhưng mà tớ luôn luôn sẽ nhớ về cái người đó, nhớ về cậu. Và cho dù kết quả có như thế nào thì tớ vẫn luôn rất là cảm ơn những cái tình cảm của cậu ngày hôm nay dành cho tớ. Rất là tuyệt vời. Tớ dẫn cậu đi xuống nhá. Có thấy chữ gì không? Có. Cái chữ này là ghim. Hương cái này ghim, là Ghim. Tôi nhớ rồi, tên nickname của cậu là Ghim đúng không? Bên này Hương. Cái này à. Không biết là gì. Tớ thích cậu. Tớ thích cậu. Dễ thương quá, cảm ơn cậu rất là nhiều.
thì không biết nói gì hơn nữa. Thật sự là trước khi mà nghe câu trả lời của cậu ấy, thì như khi nãy tôi có nói rồi đấy, tớ rất là mong sau này mình có thể cùng hát song ca ấy. Thì trước khi đến đây, tớ có chuẩn bị một bài hát dành cho cậu. Nếu như mà không phải là cậu thì sẽ không là ai cùng hát với tớ bài này. Tớ hát cho cậu nghe nha. Cảm ơn cậu nhiều. Bài hát có tên là Người Vô Hình. Cậu ngồi với tớ không? Kể về một chàng trai thích một cô gái, và mặc dù biết là cô gái đấy không thích chàng trai đấy, nhưng mà chàng trai ấy luôn luôn dõi theo cô gái, từng hành trình của cô gái, xem cô ấy buồn hay là vui, và cứ đứng ở sau cô gái như là người vô hình ấy. Mùa đông qua cuộc đời sẽ ở bên mãi mãi chẳng rời. Dù có ra sao, dù có gian lao, ta vẫn bên nhau. Mùa đến cuối cuộc đời sẽ ở bên mãi mãi chẳng rời. Dù có ra sao, dù có gian lao, ta vẫn bên nhau. Nhớ thương em, nhớ thương em, nhớ thương em. No. Đấy là bài hát mà tớ muốn cậu và tớ sẽ cùng hát sau ngày hôm nay. Cảm ơn cậu nhiều. Hay quá. Tại vì tớ biết đấy, giống như cậu nói, tình cảm và những thứ mà không thể cưỡng cầu ấy, và nó là cái duyên đấy. Cho nên là sau ngày hôm nay thì dù cho kết quả như nào nữa ấy, thì tớ cũng muốn đến đây chia sẻ những câu chuyện của tớ với cậu, và cũng muốn nói là tớ thích cậu, cũng muốn nói là tớ thích cậu. Đấy. Cảm ơn cậu rất là nhiều, cảm ơn tình cảm của cậu rất là nhiều. Thật sự ra như tớ nãy tớ nói á, là trong cuộc sống của mình á, ngoại trừ tình yêu giữa nam nữ ra, mình còn rất là nhiều cái kiểu tình yêu khác. Tình bạn. Cũng là một dạng tình cảm. Mình thật sự ra thì khi mà tớ ngồi nói chuyện với cậu á, tớ cảm thấy là mặc dù mình không có những cái gọi là điểm chung quá nhiều với nhau, nhưng mà có một cái điều mà tớ thấy là mình nói chuyện rất là ăn ý. Cũng có cái gì mà mình cũng có cái một cái kiểu gì đó mình nói chuyện với nhau cũng hợp mà, đúng không? Kiểu như cũng vui vẻ mà. Cho nên nó thấy là giữa chúng ta có một cái nguồn năng lượng rất là có thể gọi là tích cực, hỗ trợ cho nhau để có thể là hai đứa mình sẽ luôn vui vẻ giống như bây giờ. Cậu thấy vui không? Có. Đó, mình cũng thấy tớ rất là vui, tại vì tớ đã đủ can đảm đến tỏ tình cậu. Rất là cảm ơn tình cảm của cậu. Người ta nói là nếu tớ gặp được một người á, tớ sẽ biết là người đó có phải là người đó không. Thì tớ gặp cậu á, tớ nhận ra là nhưng mà đối với tớ ấy, thì cái hành tinh mà đẹp nhất và tỏa sáng nhất chính là chòm sao Thiên Yết. Mình vẫn chưa gặp được người đó. Điều tiếc nuối nhất là bóng ai đã. Nhưng mà mình đã gặp được một người bạn rất là dễ thương, rất là thật thà, một người bạn rất là tốt, một người bạn rất là nhiệt tình.
cậu có hiểu được không? Cậu có thấy là cậu có hiểu... Tớ hiểu mà. Hơn ai hết thì tớ hiểu ấy. Tại vì tình yêu là những thứ mà không được cưỡng cầu ấy. Và với lại, đấy là lần gặp đầu tiên nữa. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Cảm ơn cậu. Ê, ơ một cái đi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Trái tim này đã tan mất rồi. Wow nha. Ok, mình là bạn tốt nha. Ok, được không? Yes. Yeah. Bạn tốt nha. Chọn. Ok, cảm ơn cậu nhiều. Chúc cậu sẽ tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn cậu. Đừng có buồn nha. Ok, cố lên. Đi rồi. Bye bye.